Rồi mình à, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại và theo dõi kênh Đăng Khoa của mình nha. Anh em nh xem kênh nhớ nhận cho mình xin một like và một cái nút đăng ký kênh cái bên cạnh nha. Để mỗi lần mình đăng video lên thì anh em mình sẽ nhận được ngay về những cái sản phẩm mà mình sưu tầm như người ha. Thì hôm nay mình sẽ à, tiếp tục giới thiệu với anh em mình một cái vài cái sản phẩm lo rơi. Ha thì anh em mình xem coi ưng cái mẫu nào thì anh em mình liên hệ chốt sớm nha. Vì mỗi loại mình chỉ có một cặp là cùng ha. Có mấy có cặp chép này thì mình được bốn cặp nè. Còn tất cả còn lại thì mỗi loại mình chỉ có một cặp duy nhất thôi vì là hàng sưu tầm cho nên là không có nhiều nha có nhiều anh em mình liên hệ á, thì anh em mình hỏi mua nhiều á nhưng mà không có mọi người thì hàng sưu tầm thì mỗi loại chỉ có một cặp hai cặp là cùng mà rất là ít có số lượng nhiều ha cho nên là anh em mình xem ưng ý thì anh em mình liên hệ chụp sớm ha thì đây mình có một cặp lo BAT ba nè cặp này tuyệt đẹp luôn nè ha nó đây có một cặp lo BAT JBL, ha dòng này là quá tuyệt vời rồi và ở đây có một cặp lo trung của zbl nữa và đây có một cặp lo trung của uh, cặp lo của anh anh quốc khi mười ha đó à, bên đây thì mình có phân tầng loa full của JBL nè ha đây có phân tầng bao quay của JBL luôn và đây có một bộ phân tầng châu âu ha và đây có một bộ phân tầng nhỏ nữa nè nó và lo chép nè ha chép đơm lụa à, chép diatom uh, và siêu chép này là siêu chép nha siêu chép từ móng ngựa và bây giờ thì mình sẽ giới thiệu mấy cái bộ phân tầng này trước nha tại vì nói dây dợi nhìn nó khá là nhiều nó giới thiệu mấy cái này cho nó gọn đi nữa ha thì bộ phân tầng này nó cho ra hai lo bát nè nó ha hai sợi dây là hai lo bát nè còn hai sợi dây này là cho lo chép nha thì thích hợp cho nên mình thay thế vào mấy cái lo nằm hoặc là lo cây á nó ha thì lo nằm thì nên mình có thể sử dụng một lo bát thôi cũng được còn cái ngõ này thì nên mình lấy băng keo bịch lại hai cái sợi dây này là xong ở thì cái bộ này nó có cả cái trạm lo luôn ha Có cả trạm lo anh em mình luôn Thì bộ này giá 300 ngàn nha Bộ này giá 300 ngàn Anh em mình ưng thì liên hệ chút sớm nha Một bộ duy nhất rồi xong nha Nó bộ phân tầng 2 bát và 2 chép Nó nha Dây dắt rồi là đầy đủ nha mọi người ha Nó rồi xong Tiếp theo đây mình sẽ giới thiệu với anh em mình là Cái bộ phân tầng này là bộ phân tầng của châu Âu nha mọi người ha Nó đây Thì bộ phân tầng này thì nó sử dụng cho 2 bát và à, 2, hai bát và một chép như người ha thích hợp cho anh em mình thay mấy cái loa dâm mô đang mạch hoặc là những cái loa châu âu đồ á mà anh em mình sử dụng hai bát và một loa chép thì bộ này nó khá là tuyệt vời thì cái bộ này nó có hai cái tín hiệu đầu vào nha một là nó tín hiệu đầu vào cho hai loa bát và một là tín hiệu đầu vào cho lo chép thì anh em về anh em mình đấu hai cái tín hiệu đầu vào này song song lại với nhau thì nó sẽ phát ra tín hiệu ha nó thì đây chính là hai tín hiệu đầu vào nè nói nha hai tín hiệu đầu vào thì anh em mình câu đỏ vào đỏ đen vào đen là anh em mình bắt song song để mà anh em mình câu vào cái tín hiệu của trạm lo ha còn bên đây hai cái cộng này là nó ra hai lo bát nè còn bên đây là nó ra lo chép như người ha thì khi anh em mình mua hàng có cần chi tiết hơn thì nói mình mình ghi giấy cho nữa nha nữa ha thì uh, xeo đồng màu đỏ có cùng bên đây là cái xeo đồng nó mình thấy cái màu nó hơi lợt hơn nè không phải là thay thế gì đâu nha zin nguyên bản của nhà sản xuất là như vậy rồi keo đỏ còn nguyên zin ha nữa và đây nó có một cái con này là khi mà quá tải gì đó thì con này sẽ tự ngắt nha. Đó, con bảo vệ. Đây ha. Đó ha. Thì bộ phân tầng này được sản xuất năm 1999 như 10 ha. nó Thì đây, đây chính là bộ phân tầng em nói nha. Bộ này thì giá 700 ngàn. Sử dụng cho hai bát và một chép. Anh em mình ơn thì liên hệ chốt với mình nha. Tiếp theo đây mình sẽ giới thiệu với anh em mình là cái bộ phân tầng của JBL ha. Bộ phân tầng này là sử dụng cho bao quay tín hiệu đầu vào là nằm ở đây nha. Nó thì bộ này trong đợt cuối năm thì mình đã bán bộ rồi. Thì hôm nay mình về được một bộ nữa nè ha. Nó thì cái này là bụi nè mọi người, bụi nó bám mà nó chưa có vệ sinh gì hết trơn á. Đây nha, xeo động của em nó nè, mấy cái này dán bằng silicon thì nó có ruột lên ha. Anh em mình có nhu cầu thì mình dán lại cho nó nha. Nó ha. Thì bộ này giá là 1 triệu đồng nha mọi người ha. Bộ phân tầng 3 quay của JBL giá là 1 triệu đồng ha. Thì bộ này anh em mình xài bát 20 25 là rất là ok luôn, Nói nha. Ha, linh kiện rồi tất cả là zin 100%. Rồi, bộ này giá là 1 triệu đồng nha. Phân tầng 3 quay, anh em mình có nhu cầu khi mua thì nói mình ghi giấy cho. Và bên trong này mình có một bộ phân tầng của lo full JBL ha. Nó thì bộ này anh em mình có thể xài lo bass 30, 25, 20 gì cũng được ha. Đó, đánh rất là tốt thì nguyên bản của nó thì hàng JBL Mỹ á, thì đa phần lâu lâu mình không phải lâu lâu nữa mà rất là thường xuyên luôn người ta sử dụng dây đồng là khác màu ha thì mình cũng không có hiểu có lý do người ta sử dụng khác màu dây đồng như thế này là để làm cái gì nhưng mà những cái bộ phân tầng mà JBL mình bán gần đây á, thì 10 bộ thì hết tầm 7-8 bộ là nó có sản xuất led ray là nó khác dây đồng như thế này ha nó rất là ít khi mà dây đồng nó rùng hết luôn có đôi khi thì nó sử dụng tụ nè một bên thì sử dụng tụ màu này một bên thì sử dụng tụ màu khác một tí nhưng mà thông số nó thì nó vẫn như nhau ha còn riêng bộ này thì tụ nó giống nhau chỉ nó khác cái màu dây đồng này thôi nói nha anh em nào mà có theo dõi kênh của mình á, thấy mình bán những cái bộ phân tầng JBL á thì cũng đều biết rồi nói nha thì người ta sử dụng cái này là để à, làm cái gì thì mình là người tiêu dùng thì cũng không có biết được Thì những cái này người hãng người ta không có thông à, thông báo trên đại trà nha nọ ha thì đây zin nguyên bản hết nè những cái nhựa thông đồ nhà sản xuất người ta hàng là còn y nguyên luôn nha đó thì bộ phân tầng này thì anh em mình xài lo bát full 30, 25 gì cũng được nha. Nó thì bộ này giá nó 1 triệu 200 ngàn nha. Nó một tín hiệu đầu vào ra một uh, bát và một kèn. Hoặc là anh em mình có thể sử dụng chép giấy gì cũng được nha. Nó rồi. Bộ này giá nó 1 triệu 2. Linh kiện zin xịn sò nha. Mới choang luôn. Rất là đẹp ha. Nó rồi thì à, tiếp theo đây mình sẽ giới thiệu với anh em mình là một cái à, lô lo chép của à, lô lo chép của Kenwood như mọi ha lô lo chép Kenwood từ kép nha nó thì đây nó có hai cái tay về anh em mình có thể chế như thế này ha hoặc là anh em mình lắp ráp vào thùng vì cũng được nha thì lo chép này bên trong con của nó có dầu nha con à, chép lo lo chép đơm lụa đơm lụa nhưng mà bên trong con nó có dầu tản nhiệt cho con lo thì cái tiếng nó ra rất là mềm mịn và rất là hay luôn ha nó cái mũi này mũi con lụa này rất là mềm đây nè anh em mình nhìn nè ha nó cái mũi nó rất là mềm Thì à, bên trong con nó sẽ có dầu tản dị cho con lo nha Và ở đây nó sử dụng keo dán nè Keo này sử dụng bằng keo dẻo mọi người Keo dẻo rất là mềm luôn ha Đây mình có tổng cộng là 4 cặp Với hình thức là nó đẹp như nhau nha Nó ha Từ kép Kenwood Thì lo này được à, sản xuất tại China nha Nhưng mà vẫn trên quy trình của hãng Thì nên mình chơi cũng đều biết rồi Thì vẫn là lo xịn Chất âm rất là hay nha Nó ha Thì à, ở đây mình có tổng cộng là một bốn cặp ha bốn cặp thì giá là 600 trăm một cặp như người ha giá 600 trăm một cặp lo chép đơm lụa như thế này về anh em mình thay thế hay là độ chế vào những cái bộ lo nghe nhạc thì rất là hay ha đó những con lo này thì tiếng kêu á tiếng chép nó rất là ngọt ngào luôn mọi người nó không có chói gắt nha tiếng nó kêu rất là nịnh tai nghe rất là sướng ha đó thì bên trong coi nó có dầu nha anh em mình lưu ý thì những con lo chép đơm lụa mà coi nó có dầu thì tiếng nó tuyệt vời rồi giá 600 trăm một đôi mình có bốn đôi nha anh em ưng thì anh em mình liên hệ chút hàng thì đường kính ngang của em nó là 9 cm đo cả tay nha đo cả tay còn cái hình tròn của nó là nó gần 7 phân ha gần 7 phân rồi thì mình có bốn cặp nói chung là zin xịn như nhau nha đẹp như nhau thôi không có khác gì hết trơn á ha rồi phần tiếp theo đây thì cặp lo chép tiếp đi lo chép này ha siêu chép thì siêu chép này có đường kính là 9cm nha, 9cm ha, lo chép từ mỏng ngựa nha mọi người ha, bên đỏ là cộng còn bên đây là trừ ha, đó. thì lo chép này chở kháng là 8 ôm nha, 8 ôm nữa ha, thì công suất thì nó không có để sản xuất tại Nhật nha, thì cặp lo chép siêu chép này thì không sử dụng karaoke được ha, anh em mình sử dụng nghe nhạc thôi, tại vì giọng siêu chép thì anh em mình chơi cũng đều biết rồi. Ha, những con này thì nên mình ghép với những cái lo toàn giải Hoặc là những cái bộ vàng mà nghe nhạc có thiếu chép á, Thì ghép một cặp này rất là hợp lý nha Cặp này giá 1 triệu đồng Kia nghe nhạc ha Những cái tần số cực cao Và những con chép bình thường không thể nào mà đạt được Và không karaoke được nha Cặp lo chép này giá 1 triệu đồng Rồi ha Đó rồi Thì à, đây mình có về một cặp lo chép của dia à, Tông Đường kính là 10 à, 12 xăng nha Đường kính là 12 xăng rưỡi ha 12 xăng rưỡi đây nha màn lo rất là đẹp luôn ha đó đây thì lo chép này là của uh, Diatom chợ kháng là 8 ôm nha công suất là 10 w ha đó đây nha đó cộng trừ cái nói dưới này đó nha thì uh, cặp đôi chép này thì giá là một triệu hai trăm ngàn nha với hình thức là nó đẹp kê như thế này nó không có bị chạy xước gì ha nó nói chung là nhìn nó thì có nhưng mà rất là ít mọi người còn uh, lo mà nó chạy xước hay là nó hen rỉ gì thì giá nó sẽ rẻ hơn nhiều ha còn lo này thì rất là đẹp nói chung là hàng bãi về hàng tháo thùng ra thì nó rất là đẹp mọi người ha nó rất ít khi mà xấu đâu đó rồi xong ha thì cặp này giá là một triệu hai thì uh, tiếp theo đây mình sẽ ở, uh, giới thiệu với anh em mình là cặp lo trung của uh, đây để mình lật cái uh, đích lo lên cho anh em mình xem nha nó ha thì đây chính là thông số của em nói này ha Chợ kháng là 8 ôm nha nó cái tên tiếng anh gì đâu không nè ha thì lo này được uh, sản xuất tại anh quốc nhiều người ha đây nè nó có cái tem đầu của em nói nè thì uh, cặp này năm rồi mình có bán cặp á thì về trong tình trạng là cái mũi này nó bị mục mọi người ha cặp trước thì về cái mũi này nó bị mục nhưng mà cặp này thì còn rất là mới nha còn rất là mới và rất là đẹp và cái mũi nó chưa có bị mục luôn nè ha thì cái mũi này về anh em mình xài vài năm nữa thì nó cũng chưa có mục đâu ha anh em mình yên tâm nó mũi này còn rất là tốt mình đã kiểm tra rồi lần trước về thì cái mũi này nó bị mục hết trơn à phải thay cái mũi ha nó lần trước mình phải đem ra cơ sở việt hùng để thay cái mũi nhưng mà cặp này về thì mũi còn rất là tốt ha nó mũi rất là tốt không cần phải thay đây nha cái màn lo cái em nói nè cái mũi này thì anh em mình khỏi sợ mớp rồi ha màn lo cái em nói là nó làm như nó có sợi kim tuyến vậy đó mọi người rất là đẹp ha anh em mình nhìn nè ha gần nữa rất là to thì cặp này anh em mình có thể đóng thùng bốc xeo nghe nhạc hoặc là anh em mình làm trung rồi cũng rất là hay nha con này tiếng lời rất là ngọt tiếng luôn ha nó thì uh, cặp lo trung này thì giá là một triệu tư nha mọi người ha cặp lo trung này giá một triệu tư đường kính của em nó là mười mười sáu cm nha đường kính là mười sáu cm rồi xong ha di một trăm phần trăm mọi người ha rồi phần tiếp theo đây mình sẽ giới thiệu với anh em mình là cặp lo trung 20 của JBL nha Thì cặp này là trung 20 ha Đó. Thì nó có 8 cái lỗ bắt ốc nè Về anh em mình đặt ốc trên thùng thì nhìn rất là đẹp ha Đó. Thì đường kính của em nói là 20 gần 21cm nha Đó. Thì cặp này là anh em mình à à, làm mấy cái loa trung cho loa bass 30 40 đồ thì rất là tuyệt vời karaoke thì tiếng lời rất là bay nha ha nó tiếng lời rất là nhẹ ca đó thì lo này nguyên bản của nó là lo trung nha nó đánh bát rất là không bát nó rất là khiêm tốn mọi người tại vì nó chuyên về tiếng trung rồi anh em nào mà đang cần cái trung gấu á trung 20, trung lớn á thì đôi cặp này là rất là hợp lý luôn ha cbl sản xuất tại mỹ nha đó ha thì à, cái mũi này thì à, anh em về anh em mình vệ sinh lại là nó sẽ đẹp ngay đó, mũi nó mũi có, có màu trắng trắng nè đó đây ha đó, à, về có gì không không mấy mình quay xong rồi lấy mình vệ sinh cho anh em mình ha đó thì đường kính game nó là ha, gần 21 ha mình đo rồi mà mình quên thì cặp này thì vì lý do là xung quanh đây nè anh em mình thấy ha thì mấy cái gân này là bên nước ngoài ta thay luôn ha đó cho nên là về thì mình đã thấy nó có những cái nhân nhân chỗ này ha thôi cặp này thì mình sẽ thanh lý cho anh em mình giá là một triệu 1 triệu 600 ngàn nha Lo trung 20 giá 1 triệu 6 đó có hợp lý cho anh em mình luôn nè Đó ha Cặp này giá là 1 triệu 600 ngàn Nếu mà lo này mà nó không có bị mấy cái chỗ nhỏ nhỏ này á Thì giá nó sẽ tầm 2 triệu hơn 2 triệu ha Đó còn cái này thì mình bán cho anh em mình giá là 1 triệu 6 ha nói chung là không ảnh hưởng về cho cam đâu Đó thì cái này mình quay bằng đèn led á thì anh em mình thấy nó giỏi vậy thôi chứ anh em mình nhìn bên ngoài thì nó cũng chỉ bị sơ sơ thôi mọi người không có bị nhiều đâu ha anh em mình yên tâm nó rồi thì cặp này giá là một triệu 600.000 Tiếp theo đây mình sẽ giới thiệu với anh em mình là cặp lo bát của JBL Thì anh em mình nhìn cặp lo bát này thì rất là đẹp luôn đúng không? Đó ha Thì cặp lo bát này thì được cái mũi nó rất là ấn tượng mọi người Và anh em mình nhìn nè Không có thấy cái gân Không có thấy cái chỗ bắt ốc đâu đúng không? Đó ha Đó thì đây thì à, khi anh em mình mua về thì anh em mình à, để mình à, quay cái củ lo trước đi nha nó quay cái củ lo trước thì củ lo là củ lo mỹ nha jbl sản xuất tại mỹ mọi người ha thì đây là cộng nè đây là trừ thì mấy cái này là nó dính cái phấn á mọi người cái phấn nguyên bản của nhà sản xuất người ta làm hay sao á nó nha nó không phải bị hen rỉ nhưng mà mình gời và nó nhám nhám nó rất là giống phấn người ta phủ lên luôn đó nha đó thì cái củ lo đó thì nó không ghi gì hết trơn mọi người ha củ lo trắng đen huyền thoại rồi đó nha con cũng khá là to nè đó nha đó, nói chung là hàng zin nguyên bản nhện đâu nè nhện rất là to luôn ha đây đây chính là bộ phận màn lo của em nói nè để mình đo luôn kích thước cho anh em mình xem thì kích thước của em nó phủ bì là 22 mươi cm nha thì anh em mình có thùng lo bát 20 á là có thể bỏ vào được ha đó thì cái này về anh em mình muốn bắt được lo thì anh em mình phải gỡ cái cái này lên mọi người nó gỡ cái viền này lên ha thì một tay mình cũng khó gỡ lắm Đó ha thì đây nó có một cái viền nè nổi nha thì viền này nó sẽ có những cái kẻ để mà anh em mình cho vào thì anh em về anh em mình muốn chắc luôn á thì anh em mình cho miếng keo vào đây rồi anh em mình đậy lại ha còn không thì anh em mình cứ đậy vậy đậy bình thường rồi như thế này cũng được anh em mình muốn mở gỡ ra cho nó dễ nha nó cũng không có dễ ruột đâu ha nãy mình gỡ lên thì cũng khá là khó gỡ cho nên cũng không thể nào mà ruột được ha thì đây nó sẽ có dưới này nó sẽ có tám cái lỗ để mà anh em mình bắt lo ha cho nó kính hơi nhỏ nha màng nè mũi nè ha mũi nhôm thì dòng cpl mũi nhôm này thì nó rất là ít luôn chứ nó không có nhiều trên thị trường nha nó ha thì mình bán mình gặp rất là ít luôn anh em mình coi ưng thì liên hệ chỗ sớm nha đây mình chỉ có một cặp một duy nhất thôi không có cặp thứ hai đó nha thì cái bên đây nó cũng vậy mọi người ha thì cái lưới bên đây đây đó ha đó đây nha nói chung là lo rất là đẹp mọi người zin một trăm phần trăm nha zin một trăm phần trăm cho anh em mình luôn đó ha đây chính là bộ phận củ lo cơm nói nè. Nó thì nguyên bản củ lo nó làm vậy rồi chứ không có bị hen rỉ gì đâu nha. Nó ha. Nó rất là đẹp. Thì cặp này giá là 2 triệu tư nha. Cặp này giá 2 triệu tư bass CBL Mỹ zin xịn nha. Nó rồi. Phần cuối cùng đây thì mình sẽ giới thiệu cho anh em mình lại cặp lo bass. Cặp này phải nói là cực đẹp luôn mọi người. Đây ha. Để mình đo kích thước đầu tiên cho anh em mình xem nè thì cái thuốc kia em nói là 32 cm nha, 32 cm. Nó nha, thì cặp này phải gọi là cực đẹp luôn. Đây nè, gân nè ha, nó gân gân một đã thay nha, gân này đã thay cái thay mới. Thì nên mình chơi lo thì cũng đều biết rồi, thay gân thì giúp cho cái gân nó hoạt động tốt hơn, hay hơn thôi, chứ không thể nào mà làm dở đi được cái chất âm của nó. Em nói nha, nó gân gân lo thay là chỉ giúp cho cái lo nó hay hơn và nó hoạt động tốt hơn nha. Nó màng giấy nè ha. Màng giấy sống rất là đẹp, mũi nè. Anh em mình nhìn cái keo dán cái mũi này ha, rất là đẹp luôn đó nha màng rất là sâu nè con này đánh bát khá là tốt như mọi người ha đó đây em mình xem nè ha và đây đây chính là bộ phận con lo nhận lo ha đó cái này là chỉ dán cho nó đừng có trầy thôi mọi người ha không có gì đâu anh em mình yên tâm ha đó để mình gửi cho anh em mình xem luôn nè đó dán cho đừng có trầy cái đít mọi người cưng lo cỡ này nè <laughs> đó anh em mình để mình gỡ lên cho anh em mình xem cái đít lo cái nó nó đẹp như thế nào nha đó đây nè anh em mình nhìn nè ha đó, rất là đẹp nha dưới này nó có một cái miếng lưới bảo vệ ha và nó có cái lỗ để thoát hơi cho con lo ha những cái dòng nó đánh công suất lớn tí á thì nó đều có cái lỗ này đó thì gông của nó là gông gan đúc nguyên khói nha gông ghen đúc nguyên khói rất là đẹp luôn ha nó rất là nặng nha từ nè thép bảy màu rất là đẹp thì lo này là của xanh xui nha xanh xui uh, sản xuất tại nhật ha đó đây chính là bộ phận của lo cơm nó đây nói chung là cái này thì đẹp khen rồi không có bị hen rỉ gì hết trơn nha nó đây chính là cái à, lo còn lại nè thì ở đây nó cũng sẽ có tám cái lỗ để mà anh em mình bắt ốc ha nó thì anh em mình à, à, bắt à, đủ 8 con cho nó chắc và nó kính hơi đánh nó sẽ không có bị à, à, lò hơi ra ngoài ha thì sẽ hay và tốt hơn rất là nhiều anh em mình gắn bốn con ha nữa thì mình chỉ khuyến khích anh em mình vậy thôi nếu mà gắn được 8 con thì càng tốt ha nữa đây chính là bộ phận mèn lo em nói nè nói chung là nó đẹp xuất sắc luôn mọi người ha không có điểm gì để chê được hết từ mặt tiền cho tới củ lo Ha. đây đó, nói chung là hàng mình sưu tầm đa phần mình sẽ tuyển chọn hàng đẹp là nhiều anh em mình yên tâm về chất lượng nha nó để mình gỡ luôn cái này cho anh em mình xem đây ha đó dán như thế này thì cái củ lo của nó nó sẽ rất là đẹp mọi người đó đây ha nè mấy cái này là nếu mà anh em mình không dán thì mấy cái này nó sẽ dơ ha đó, trong lúc thay gân thì anh em mình kiện tí là ok ngay rất là đẹp rồi nha thì cặp lo bát này thì giá là 3 triệu 3 mọi người ha Cặp lo bát thì giá 3 triệu ba Anh em mình coi ơn thì liên hệ chốt với mình nha Hàng thì đẹp xuất sắc rồi Anh em mình yên tâm về cái mức độ đẹp Zin xịn của lo nha nó tại vì mình đã tuyển lựa từ lúc đầu vào là mình luôn, luôn luôn lựa chọn những cái hàng xuất sắc nhất cho anh em mình nha rồi xong thì clip của mình cũng chỉ tới đây thôi xin chân thành cảm ơn anh em mình rất là nhiều đã dành thời gian quý bảo của mình ra để xem clip ủng hộ mình nha rồi mình xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại tất cả mọi người vào video clip tiếp theo nha rồi mình xin chào và hẹn gặp lại